Cái này cái nu của công nha bạn, nu khỉ. Cái này thì sẹo nó cũng liền gần hết rồi chứ chưa hết, người ta đang nuôi sẹo với nuôi cốt cho nó bự à. Tại mình mua về bắt buộc mình bứng mình cũng phải thúc vô sơ sơ. Cái mấy cốt này nó cũng còn nhỏ bạn, người ta đang nuôi cốt. Người ta nuôi sẹo, có mấy sẹo này nè. Có sẹo này chưa liền hết nè. Đây một sẹo. Sẹo ngọn cũng chưa liền hết. Còn tí xíu nữa còn lỗ tai. Cái này thì đế thì nó đạt á. Đế tự nhiên mà. Mấy cốt này mình cắt sơ sơ trừ hao luôn. Bạn vậy bạn nuôi tiếp thì nuôi tiếp, không mấy vô nuôi phơm thì vô phơm. Rồi cho mày trên cô để 41 dòng. Chỗ này được 41 dòng. Cái chiều cao nó 31, tới cái đỉnh này 31 rồi, nhưng mà cái ngọn này cắt. Nó cắt lùn xuống chứ không để cao gì. Cắt lùn nuôi lên. Để cho nó bự tí xíu nữa. Mấy cốt này có thể nuôi cho nó bự tí xíu nữa hoặc là vô phơm chơi luôn cũng được. Mấy cốt này vừa cần có thể cái mình nè. Này được cái đế, đế đẹp. Thủ công nha bạn. Mấy cái này thì cái form cây cây trực. Mấy cái cốt này có thể dư nè. Bạn có thể bỏ bớt, chọn cái cốt nào nào đó. Tại người ta đang để nhiều để người ta nuôi sẹo, nuôi cốt nhiều lắm, là thả cốt thái rồi nhiều lắm, nhưng mà mình cắt sơ sơ. Còn muốn nuôi nữa thì cứ thả nuôi tiếp. Như chỗ này một số chỗ người ta thả cốt lên ta nuôi sẹo nè. Còn nếu mà ai vô phơm thì cắt, chọn cái cốt nào thì cắt bỏ cốt đó. Nuôi khỉ nha bạn, công.